Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Trong video lần này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách lên hoa và xúc cắm như thế này, và cách bó một bó hoa hồng sáp. Mình sẽ phối với hoa hướng dương. Mình chuẩn bị ở đây là 10 bông hoa hồng sáp và 4 bông hoa hướng dương như thế này. Hướng dương này cũng là hoa sáp luôn. Mình dùng xốp cây như thế này nhé. Cây này dài 2 mét thì mình cắt một đoạn như thế này là được. Và mình chuẩn bị thêm hai loại cỏ điểm này, lá hồng, giấy gói. Giấy gói mình dùng thêm giấy lụa trắng và giấy viền đá như thế này. Và cái không thể thiếu đó là kẽm nữa. Giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lên hoa nhé. Các bạn đầu tiên thì cho cái, nếu mà các bạn cắm hoa hướng dương á thì chỉ cho cỏ điểm với loại hoa thôi. Bởi vì cắm xốp nên mình không cần quá nhiều kẽm, nên mình chỉ cần một đoạn kẽm ngắn thôi. Mình sẽ cắt sẵn kẽm ra. Độ dài thì tùy thuộc vào các bạn cắt xốp dài hay ngắn. Nào cắm lá hồng thì cắm hoa sáp thì mình sẽ cắm một cỏ điểm trước. Rồi cắm lá hồng vào. Rồi cắm hoa sáp vào. Đây là sau khi mình đã làm được xong các hoa, đã cắm kẽm như thế và cỏ điểm như thế này. Giờ mình sẽ cắm vô xốp. Các bạn đầu tiên các bạn cắm cái bông đầu tiên thế nào cũng cao hơn một tí nhé. Các bạn mà muốn chính xác hơn thì các bạn sẽ cắm một bông ở giữa. Ở giữa mình sẽ chọn bông hoa hướng dương. Sau đó các bạn cắm xung quanh. Các bông xung quanh như thế này thì các bạn cũng có thể cắm thấp dần xuống, hoặc là các bạn nếu mà muốn bó hoa của mình tròn hơn thì có thể cắm tròn lại, cắm các bông bằng nhau. Đây là sau khi mình đã cắm. Các bạn cứ cắm cảm giác như nó đều hết các hoa và không bị hở các chỗ trên kẽm như thế này là được. Mình cũng không phải là cắm theo thứ tự gì, chỉ cần cắm cho nó đều hoa, mình cảm thấy được là được, ok rồi. Xong đó các bạn chỉnh sao cho kiểu như hoa nằm đều lại nha.
cái kẽm ở phía sau này này, các bạn có thể dùng kèm cắt đi. Mình sẽ cố định lại, mình dùng kem đế mình cố định lại đã. Tại vì xốp này thì nó dễ bị tuột tuột trong như thế này ấy. Mình hết keo nến rồi, keo sữa rồi nên mình sẽ dùng keo nến mình cố định. Trong khi chờ keo nến nó nóng lên thì mình sẽ cắt bớt kẽm này đi, để khi bó nó dễ dàng hơn. Xong rồi, giờ mình sẽ dùng kem nén mình cố định lại. Các bạn lúc mà cho kem nén vào thì đừng có đưa sát cái mũi súng keo này sát xốp nhé, nó sẽ bị teo lại. Giờ mình chạy chờ nó khô. Trong khi chờ thì mình sẽ cắt dây ra. Mình sẽ bỏ ở lớp trong là một lớp lụa trước. Giấy này mới về mình cũng chưa có lên bó nào luôn. Giờ mình sẽ bó bên trong. Các bạn chỉ cần mình chỉ là lót một lớp ở phía bên trước này thôi, cũng không cần là quá cầu kỳ gì đâu. Các bạn núng vô tự nhiên thôi. Nếu các bạn kỹ hơn, các bạn sẽ gấp từ từ theo cái hình năng quạt là được. Nếu mà các bạn không quen á thì lúc mà các bạn bó một tờ rồi thì các bạn nên dùng kẽm hoặc là dây thun để hoặc là dây thừng để cố định lại luôn để tránh bị tuột ra. Do bó hoa này có xốp hơi to mình sẽ cho nên là mình dùng dây thun loại to. Xong bên trong rồi. Cái bó này là cái kiểu này mình cũng bó lần đầu luôn. Mình cũng chưa xác định được là bó này sẽ dùng bao nhiêu tờ. Mình cứ lấy ra tầm 3 tờ. Mình sẽ dùng trước 2 tờ để mình cắt đôi luôn. Giấy này là giấy vân đá. Mình sẽ cắt đôi hai tờ này trước. Một tờ mình sẽ lấy hai mảnh ra mình cắt làm đôi tiếp.
mình sẽ dùng nguyên một tờ như thế này. Các bạn gấp lại như thế này nhé, tờ bên này cũng gấp lại như thế này luôn. Mình sẽ bỏ như lên. Do mình bó hoa của mình là thuộc dạng bó dài nên mình sẽ để hoa hơi thấp xuống một tí. Mình cột hai lần luôn để tạo độ chắc chắn. Đây là bó hoa đất đầu tiên. Tiếp theo thì mình chỉ dùng 1/4 tờ giấy. Mình gấp lại như thế này. Bên này cũng vậy. Và tiếp theo mình cũng bó như vậy luôn. Mình do bó hoa cũng khá là to nên mình cứ hai tờ là mình sẽ cố định lại. Các bạn cố định như vậy thì rất là chắc chắn, sẽ không sợ bị tuột hay là bị đứt khuôn hay bị gì hết. Mình sẽ cắt thêm một tờ nữa. Tờ này mình cũng cắt 1/4 nhé. Cái này mình sẽ gấp 3 ạ.
bên trong có lớp giấy nhộ rồi nên các bạn chỉ cần bó bên hông thôi, không cần phải bó qua bên giữa bó hoa luôn. Các bạn chỉnh lá giấy lại một chút để cho nó không bị nhăn. Góc độ bên trong các bạn cũng chỉnh lại chút đi. Chủ yếu là góc độ bên trong chủ yếu là lót ở giữa bó hoa ở phía ngoài như thế này nên các bạn chỉnh ra ở giữa một tí. Giờ mình sẽ làm nơ. Mình dùng nơ màu hồng này luôn nhé. Nơ thì mình cũng có video hướng dẫn rồi. Các bạn cũng có thể tìm thấy trong kênh của mình. Sau đó các bạn tắt từ từ nha. Thì nơ này không giống như là nơ lụa nên các bạn tắt từ từ thôi. Nơ này rất là dễ bị tắt. Xong rồi, giờ mình sẽ trắng vào hoa của vào bó hoa của mình. Các bạn cắt nhỏ cái phần nơ, cái chỗ hai tay nơ này nhé, để nhìn cái nơ nó đẹp hơn. Vậy là bó hoa của mình xong rồi. Xin chúc các bạn thành công với mẫu hoa như thế này nhé. Và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.